với chương trình sàn đấu ca từ thì cũng phải đều tặng quà cho khán giả hết. Ngọc ơi, còn chờ gì nữa, em hãy hát tặng cho mọi người đi nào. Nên em lùi bước về sau để thấy Ngọc nghe rõ hơn. Gì? Thật sự đây là lần đầu tiên mà em được mời hát luôn, chứ không phải năn nỉ một ai nữa. Nên hy vọng là tất cả mọi người ở đây sẽ lắng nghe giọng hát của Ngọc. Cảm ơn mọi người. Ngọc ơi, còn chờ gì nữa, em hãy hát tặng cho mọi người đi nào. Anh ơi, mình nhạc theo em hay em theo nhạc? Em ơi, tất cả những anh em ở đây đều chứng chỉ bơi loại nhất là giỏi. Ok. Chẳng có biết không, em đây thật lòng muốn nói rằng em yêu anh, vì em yêu anh, yêu mình anh, chỉ thương mình anh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuối cùng thì hai đội chơi đã có được những thành viên của mình rồi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tìm ra được cái tên gọi của đội. Đầu tiên, Ngọc, bà sẽ đặt tên cho đội mình là gì? Em nghĩ là cái đội của em á, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Thì em sẽ đặt đội em tên là Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Cái gì mà Trung Thu Tết Nguyên Đán rồi, Tết Nguyên Lịch rồi. Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Anh gọi tên đội của em, anh phải gọi cho đúng. Chị có ý kiến nè. Noel Tết Nguyên Đán. Chị thì không sao, nhưng mà Quy á, trí nhớ già rồi, khó nhớ lắm. Mà em mà cho cái tên dài quá, lát nữa liếu qua tên khác mất bạn công. Bạn tên gì vậy? Đội của em sẽ rút ngắn tên lại một chút với tên là Thu En Đán. Các bạn khi mà làm chương trình này, các bạn phải nghĩ là cái lượng khán giả chúng ta rất là nhiều lứa tuổi. Người lớn cũng có. Bây giờ người đọc lớn tên và trẻ nhỏ đều Thu có. Nguyên Đán. Ai hiểu là cái gì? Thu nên đáng hả? Thôi bây giờ ráng đi Quy, có ba chữ rồi cũng ráng nhớ. Thu trăm. Nguyên Đán, chấp nhận. Thu En Đán. Giờ tôi tấm lại nè. Tôi ủng hộ cho Ngọc là Thu En Đán, nhưng nó có nghĩa. Ok. Hải ơi, bây giờ Hải, tên gì? Để bên kia cái tên dài mà rút gọn không? Mình đi, đừng có mình, đi theo vết xe đổ của mình Ngọc. Mình làm một tên gì đó mà nghe nó rọn gàng, sạch sẽ nè. Mồ hôi quá. Cái tên bà đặt ý nghĩa cho bà lễ hội. Rào lại. Bà đặt cho người ta mồ hôi quá là cái gì? Cổ bước ra một cái một, ông khôi ông quýnh lũng cái trống. Em không chấp nhận ban nhạc ở đây. Tại sao lúc em hát thì người ta đánh khác? Lúc em hát là người ta không dám đánh. Em nói kỳ quá Ngọc. Mười giây đếm ngược bắt đầu. Xin mời Thu En Đán. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dân sống chẳng thấy bóng anh sang. Anh thứ ba thù tàn, thứ tư thù vàng, ngôn thứ thư sang. Qua thứ năm nghẹn ngào, anh đến thứ sáu. Sao cho một tuần hai thứ tư lần gì Ngọc? Thứ tư biết vậy? Đọc lại lần nữa nè. Bình tĩnh nè. Nên. Thứ ba thì sao? Thứ ba thu vàng. Thứ ba thu tàn. Nên thứ hai thu vàng. Thứ ba thu tàn. Mùa đông thứ tư sang.
Mà hồi nãy là Ngọc phải cảm ơn ban nhạc, cảm ơn ca sĩ, cảm ơn chị Trâm đã lôi em về đúng con đường, đúng quỹ đạo của âm nhạc đó. Ừ. Vậy hãy khen em đi. Dạ hãy khen em nữa. Thôi 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 thôi. Khen ngâu, em ngâu, đi ngâu. Anh đừng dừng ê, em nữa. Ê. Trong nhiều số tôi dẫn, chưa có số nào mà tôi ngại mời khách mời hát như số này. Là con gái mới một lần được hát, mà tại sao hai người lại gặp em như vậy? Anh quay lưng đi, cô không rơi lệ, mà sao mắt tôi chẳng giọt cay đắng. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là những món ăn đoàn viên, tức là ngày sum họp gia đình với nhau đó. Theo các bạn thì những cái ngày đoàn viên gia đình thì người ta thường sử dụng những món ăn nào nhiều nhất? Gà luộc. Gà luộc. Dạ, gà luộc. Thịt kho trứng. Thịt kho trứng đúng rồi. Vậy xôi gấc. Rau muống, rau muống luộc hoặc rau muống xào. Không, đúng mấy rồi. Cái đó làm sao mà gọi là món đoàn viên được? Nhiều khi nhà người ta ăn thì sao? Nhưng mà khi người ta nhắc đến đoàn viên á là người ta phải nhắc đến cái gì đó viên chú, viên. Cái gì đó. Nó đặc biệt đó. Có cái gì? Chè, chè trôi nước. Đó, mấy cái viên viên lại với nhau vậy nè. Hồi xưa mà đi học chắc bị đuổi luôn. Đi. Cái món này thì cũng bình thường thôi. Con gà đó. Gà sau khi ta hấp chắc tỉ xong ta bỏ đây. Nhưng mà em bị chảy lắm. Có trứng non. Trứng non mà. Hạt sen, là hạt sen. Lấy tay đi, lấy tay. Các bạn ơi, các bạn ơi. Cái đồ này. Anh chị ơi, em bị sợ nặng rồi. Cái đồ này á, ở bên ngoài á, nó kiểu nó cháy cháy á, cắn nó đã vòng vòng. Bây giờ khoan đã, mình im lặng rồi mình tập trung ở bên này nghe, bên này nói một tí nè. Sao bà nói đi, nói đi. Các anh chị có thể cho em ăn chung với đây. Nó giống như là mình đi ăn nhà hàng cái có người phục vụ ngồi đứng hát vậy ha. Cái này em hãy thử đi, hãy thử đi rồi nói chuyện. Hãy cắn rồi nãy giờ em ăn gần hết rồi nè. Thấy sao? Mỡ nó dính đầy môi hết anh. Giết con vậy. Trời ơi, cái hương này đã hết rồi. Nói thiệt ra thì không có đam mê đâu, không có đam mê với ẩm thực. This E trứng non. Xong. Ê, ngon, nó mềm, nó mặn thơm. Anh Lan Quốc Hùng có muốn ăn không? Muốn lắm. Nếu anh Lan Quốc Hùng muốn ăn thì em sẽ lấy cho anh ăn. Nhưng mà anh Lan Quốc Hùng ăn mà. Để Lan Ngọc đâu có ăn. Để em lấy cho anh ăn. Chết, không được, em tức quá. Nè, hồi nãy nói rồi, bây giờ nếu mà không cho đội chơi ăn thì không bao giờ có khách mời tới đây nữa đâu. Là người nè. Cái gì nè, ngon quá đi, chịu nổi. Không phải đâu, hai mình thua là do Lan Ngọc á. Đúng rồi. Mình thua là do Lan Ngọc á. Đúng rồi. Bây giờ, là muốn đỡ bạn chơi. Nè, tự nhiên đồng đội mà mấy chị nói như vậy. Nè, phải lắng nghe nè. Bò là cái món ăn rất là bổ dưỡng. Khi mà xào với sả với ớt á, nó rất là dậy mùi lên. Đúng. Còn mọi thử một miếng nè. Bây giờ thử một miếng nè. Nè. Cho giao hữu. Không, chương trình giao hữu kết thúc. Anh sẽ dành một câu đố tặng cho Lan Quốc Hùng. Câu này rất dễ. Để em nhìn cái bản mặt anh. Bạn đã từng coi phim, coi truyện nhiều đúng không? Theo bạn nghĩ thì con mèo nào sợ con chuột? Con mèo tôm. Không phải. Để bên đây trả lời. Nào hỏi em đâu? Con Doraemon. Doraemon đúng không? Vậy con chuột nào sợ mèo? Trả lời liền nhanh. Nhanh. Con chuột nào cũng sợ mèo hết. Không gì. Con nào cũng sợ con mèo. Thấy chưa? Tài lanh. Chỉ người ta chi giờ hỏi là không biết trả lời nè. Đây. Con hỏi nghiêm túc. Trên một đỉnh núi cao thiệt là cao. Trên một đỉnh núi cao thật là cao. Có hai con bò đang gặm cỏ. Bỗng nhiên trời mưa, đung. Con bò đực nói với con bò cái như sau: em ơi, trời mưa rồi, thôi ba đứa mình về ngay. Tại sao có hai con bò mà con bò đực lại nói là ba con bò? Trả lời.
Trả lời. Con bò đó ngủ đâu biết đêm. Trời ơi, vậy mà cũng đoán được chính xác.